Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em lại chia sẻ với các bác dãy nhà liền kề TT12 thuộc khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cái dãy TT12 này thì nó có khoảng 93 căn, tức là 93 lô các bác nhé. Đấy, các lô thì nằm theo hai hướng chính là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam. Còn khoảng độ 3 lô ở hai đầu. Mỗi đầu 3 lô thì hướng theo khoảng hướng Đông Bắc. Đây, theo hướng khoảng độ Đông Bắc đấy, 3 lô này là hướng Đông Bắc này. Còn 3 lô đầu kia là hướng Tây Nam. Cái 3 lô hướng Đông Bắc này thì ở đây các bạn thấy là làm văn phòng công ty rất tốt này. Ô tô để thoải mái. Đấy. Hiện thì ở khu liền kề TT12 này đang có một căn hoàn thiện ngoài trong vẫn thô. Đấy, được chào bán với giá là 10,8 tỷ. Đấy, xây 4 tầng. Mặt tiền là 4,5 m. Các bạn nhé. Còn có một căn đã hoàn thiện trong và ngoài, có nội thất. Đấy, cũng xây 4 tầng, mặt tiền 4,5 m. Và được chào là với giá 12,9 tỷ. Các bác đi xem nhà khu này thì liên hệ em theo số điện thoại 0985204435. Bây giờ mời các bác cùng đi dạo qua cái dãy liền kề TT12 này nhé. Cái mặt hướng Tây Bắc của cái dãy TT12 này á, là toàn bộ là nó đối diện với cả trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông Marie Curie. Đấy, trường này vừa mới được khai giảng năm nay thôi. Đấy, chúng ta thấy là vỉa hè đường rất là rộng. Ở đây có thể vừa ở vừa kinh doanh rất là tốt các bạn ạ. Khu đô thị Văn Phú này hiện nay đến tháng 12 năm 2022 này thì dân cư hầu như đã ở đến 90% rồi các bạn. Đấy. Diện tích mỗi căn ở đây là vào khoảng 90 các bác nhé, khoảng 90 m, không tính căn góc. Các căn bình thường là 90 m. Đây là cái trục đường mà nối từ khu đô thị mặt phố Văn Khê, sau này nó sẽ thông sang khu đô thị Phú Lương. Đấy, bắt đầu đây là từ cái căn số 49 này cho đến căn 90 có hướng Đông Nam các bác nhé. Đối diện với cả cái dãy TT12 này thì về hướng Đông Nam là dãy liền kề TT3. Diện tích nội khu này thì không thiếu thứ gì các bạn nhé, đầy đủ hết. Đấy, như vậy từ căn số 49 đến căn số 50, từ căn 49 đến căn 90 này là có hướng Đông Nam các bác ạ. Rồi đến đây là hết một vòng rồi. Các bác nhớ like, đăng ký, chia sẻ kênh cho em nhé. Đa tạ các bác.